Hey, chào các bạn. Hôm nay là mùng 5 rồi, hết Tết rồi các bạn ơi. Phải đi làm thôi ạ. Và đây, góc vườn của mình, lại là góc vườn luôn ạ. Cây tú cầu hồng nó đã nở rồi các bạn nhé. Cao quá. Cái cây này thì nó hoa nó to nhưng nó lại nở muộn hơn. Nói chung là mùa hoa nó ngắn hơn cái cây tú cầu trắng đấy các bạn. Đây, hôm nay mới được có hai chùm hoa nở thôi. Nó ở cao quá nên là không với nên mà mới được. Để mình so cái sánh cái kích thước hoa cho các bạn xem. Chúng ta bật luôn xuống đi. Đây các bạn ơi, bạn sẽ nhìn thấy cái kích thước hoa nó khác biệt nhau hoàn toàn ạ. Mùi thì cái mò tú cầu hồng này mùi nó không thơm bằng các bạn nhé. Mùi nó không thơm bằng cái tú cầu trắng này đâu. Nói chung là rất chi là đẹp. Có một loại nữa cơ. Mình đánh chết mất rồi. Dâm bụt neo châu Phi nó cũng ra hoa vào mùa đông như này. Hoa nó cũng dạng cái chùm như màu hồng này. Nó còn to hơn cả cái màu hồng này nữa các bạn ạ. Và hoa nó đổi màu ấy. Nó nở ra nó màu trắng nó đổi sang màu hồng ấy. Nhưng mà rất tiếc là mình đã để chết mất rồi. Đây các bạn. Mình cũng lại không nhớ tên khoa học của cái cây màu hồng này. Để về tìm cái đã. Cái cây này thì là một cái cây mình mới trồng lại 1 năm thôi các bạn. Nếu như là cái cây 2 năm như cái cây trắng kia kìa. Cái màu hồng này nó lớn nhanh hơn đấy. Lá nó to hơn, nó lớn nhanh hơn. Nên nhìn nó cũng thô thiển hơn đấy các bạn ạ. Cái màu trắng thì nó lớn chậm hơn cái màu hồng này. Cái cây màu hồng này mới là cây 1 năm nên là nó ra hoa hơi muộn nhé. Nếu như là cây 2 năm, 3 năm thì nó sẽ ra hoa sớm hơn. Rất tiếc là nó sẽ không bao giờ ra hoa quanh năm được. Đây hoa rất là to. Bạn nhìn thấy không? Rất nhiều chùm nụ ạ. Nó sẽ ra liên tục cho đến tháng 4 các bạn nhé. Liên tục luôn đấy ạ. Bạn nào có chỗ rộng thì cứ trồng. Tạo cây chi cũng được. Cắt hết những cái cành ở dưới này đi. Chỉ để lại những cái chùm ở trên này thôi. Nó sẽ rủ hoa xuống khá là đẹp. Đây như cây tú cầu trắng ấy cũng thế này các bạn này. Bận không đi cắt những cái chùm hoa nó nở quá đi rồi các bạn. Nó vẫn tiếp tục nở lên đây các bạn này. Nhưng những cái chùm này mình đi mình cắt đi thì nó sẽ đẹp hơn. Mùi thơm thì đậm hơn là cái tú cầu hồng kia. Ở đây mình lại nói linh tinh rồi. Chào các bạn nha.